chào quý thầy cô, kính chào quý phụ huynh cùng toàn thể các anh chị tân thạc sĩ, các bạn tân kỹ sư, các bạn tân cử nhân có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp sáng nay của trường đại học Văn Lang. Xin cảm ơn mọi người. Em tên là Lý Thiên Kim, thủ khoa tốt nghiệp khóa 24 ngành quan hệ công chúng. Thật là một vinh dự lớn lao đối với em và rất xúc động khi ngày hôm nay em được đại diện cho các bạn tân khoa nói lên những suy nghĩ của mình trước khi khép lại hành trình đại học 4 năm tại trường đại học Văn Lang. Trong ngày lễ tốt nghiệp, chúng em rất hạnh phúc khi được nhận những lời chúc mừng từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Và trong những lời chúc mừng ấy, có một từ được nhắc đến nhiều nhất, đó chính là từ tương lai. Một từ mà rất xa vời với chúng em khi còn là những sinh viên năm nhất, nhưng lại rất gần trong ngày lễ tốt nghiệp hôm nay. Những năm gần đây, trường mình có một thông điệp cũng liên quan đến từ tương lai mà khiến em rất là ấn tượng. Shaping the future, định hình tương lai. Mọi người trong chúng ta có thể sẽ cảm nhận thông điệp này theo một cách khác nhau. Nhưng mà với cá nhân em xin được chia sẻ câu chuyện của bản thân mình về hành trình định hình tương lai của em tại trường Đại học Văn Lang là gì. Quay trở lại 4 năm trước, em là một học sinh lớp 12, có những chông chênh và mông lung trước những quyết định chọn ngành, chọn nghề. Nhưng mà may mắn là em có được một người cô, người đã hướng nghiệp cho em biết đến ngành quan hệ công chúng và trường Đại học Văn Lang. Mùa tuyển sinh nào thì BA Văn Lang cũng rất là hot và được nhiều người đăng ký. Nhưng mà đối với em thì lúc đó BA là một cái gì đó rất là mơ hồ. Và em chỉ biết là sở trường của em thì có khả năng học được ngành này. Và đây là một ngành học có nhiều cơ hội rộng mở khi ra trường. Với em thì đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà khi bắt đầu vào học rồi á thì em mới vỡ ra là mọi thứ không có màu hồng như em nghĩ. Em mất rất là nhiều thời gian ban đầu để tập quen với cuộc sống mới ở trường đại học. Và em nhận ra một thực tế là một sinh viên tỉnh lẻ như em, so với các bạn sinh viên thành phố, các bạn rất năng động, rất tài năng, luôn song sáo trong các hoạt động. Còn em thì lúc đó rất là thụ động và thiếu rất là nhiều kỹ năng và kiến thức. Điều đó làm cho em cảm thấy tự ti và thu mình lại. Thậm chí là em đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, không học nữa. Thật sự là vậy, em đã từng nghĩ đến chuyện bỏ học. Nhưng mà may mắn là tất cả những điều đó chỉ dừng lại ở những suy nghĩ thôi. Và vì những cái áp lực thời gian, áp lực tài chính mà em đã có thể cố gắng tiếp tục hành trình đại học của mình. Và rồi thì mưa nào mà không tạnh đúng không mọi người? Khi mà em càng được học nhiều môn hơn, em càng được thầy cô trang bị những kiến thức để biết được những yếu tố cần có của một người làm BA là gì. Được trang bị những kiến thức từ căn bản đến chuyên môn và được rèn luyện những kỹ năng cần thiết cũng như là một thái độ làm việc chuyên nghiệp. Thì bức tranh ngành nghề trong em dần rõ ràng hơn và em biết được khả năng của mình cũng có thể phù hợp với ngành nghề này và em biết được tương lai của mình sẽ làm những công việc như thế nào để từ đó mà em không còn những cái mông lung ban đầu nữa. Bên cạnh đó thì em còn được tham gia các hoạt động phong trào, được tham gia các hội nghị, các cuộc thi học thuật, các câu lạc bộ để em có cơ hội được phá bỏ những giới hạn của bản thân mình, có cơ hội được va chạm thực tế để tìm ra bản sắc của bản thân. Người ta luôn nói BA là một ngành rất là hot. Nhưng mà để một người học ngành BA trở thành một con người hot thì điều đó là một điều rất là khó khăn. Và tìm thấy bản sắc của mình giữa một ngành BA rất là rộng lớn lại là một cuộc chiến ở bên trong. Để lắng nghe, để thấu hiểu chính mình, để biết được mình muốn gì, mình có thể làm được điều gì, mình không làm được điều gì và mình sẽ là ai sau này nữa. Và với em thì đó là một hành trình định hình tương lai ý nghĩa nhất. Em tin rằng với sự trưởng thành của bản thân và với sự trưởng thành của các bạn BA đông đảo phía dưới hội trường này đã góp phần định hình cho ngành học mà chúng em rất tự hào. Và em càng tin tưởng rằng cộng đồng sinh viên BA ngày một lớn mạnh, mỗi một lứa sinh viên tốt nghiệp ra trường trưởng thành đã là tương lai của thương hiệu Văn Lang. Em xin rất tự hào về trường học của mình và cảm ơn Văn Lang vì tất cả. Ngày hôm nay, khi khoác lên mình bộ lễ phục này, cử nhân này và quyết định quay trở về quê hương lập nghiệp, em đã có thể tự tin trả lời cho câu hỏi mình là ai. Với niềm đam mê khao khát, đem BA trở về và góp phần định hình phát triển cho tương lai quê hương An Giang của em. Có thể là con đường phía trước sẽ còn rất là nhiều chông gai, nhưng mà với Vi Văn Lang đã cho em được một bệ phóng vững chắc để nhìn rõ đích đến và mạnh mẽ tiến về phía trước.
Hơn thế nữa, cộng đồng các anh chị cựu sinh viên đang thành công ở ngoài xã hội luôn sẵn sàng chào đón những đàn em, càng cho em niềm tin hơn nữa để em có thể quyết tâm hơn cho hành trình tương lai của mình. Và để có được chúng em trưởng thành ngày hôm nay, em xin đại diện cho các bạn tốt nghiệp khóa 2022 gửi đến lời biết ơn đến với những người đồng hành. Cảm ơn lễ tốt nghiệp rất trang trọng ngày hôm nay đã cho chúng em được mời đến những người rất quan trọng, đó chính là ba mẹ và gia đình. Ba mẹ đã luôn là hậu phương vững chắc cho chúng em có thể chinh phục đam mê của mình, luôn là động lực để chúng em cố gắng hơn mỗi ngày và là lá chắn bảo vệ chúng em mỗi khi chúng em yếu đuối nhất. Chúng con muốn gửi đến ba mẹ một lời biết ơn sâu sắc và muốn nói rằng là chúng con yêu ba mẹ rất nhiều. Lời cảm ơn tiếp theo em xin gửi đến gia đình thứ hai của mình là Văn Lan. Xin cảm ơn quý thầy cô đã luôn tận tình dẫn dắt chúng em qua từng môn học, vừa dạy cho chúng em kiến thức, vừa hướng nghiệp và vừa dạy cho chúng em cách làm người nữa. Em xin cảm ơn nhà trường, thầy cô nhân viên đã ngày đêm chăm lo cho đời sống sinh viên của chúng em, luôn đầu tư tổ chức thật nhiều hoạt động phong trào bổ ích để chúng em có được cơ hội khám phá ra bản thân mình và tìm ra bản sắc của bản thân. Và cuối cùng, xin gửi một lời cảm ơn đến tất cả những người bạn của chúng ta đang ngồi trong hội trường ngày hôm nay, ngay bây giờ. Mới ngày nào chúng ta còn là những cô cậu học trò ở khắp nơi quay trở về Văn Lan này học. Trải qua bao nhiêu kỷ niệm cùng nhau, để rồi sắp tới đây, mỗi một người trong chúng ta sẽ có được hành trình tương lai của riêng mình. Chúng ta hãy nhớ mãi khoảnh khắc này nhé, để tự hào về bản thân mình, tự hào về một tôi đã không từ bỏ, đã hết mình đi hết hành trình 4 năm đại học này. Chúc cho tất cả các bạn sẽ giữ mãi được nhiệt huyết tuổi trẻ, tự tin, bản lĩnh để chinh phục thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Và hãy để Văn Lan tự hào về các bạn nhé. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một tương lai thật rực rỡ. Và hẹn gặp lại tại Văn Lan vào một ngày gần nhất.